Đây là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi đang có mặt tại ngã ba Vũng Tàu, chuẩn bị quẹo vào quốc lộ 51. Ôi, có hội nè, hội 67. Hội của mấy chú. À, mấy chú cũng xiên bào quá. Có được cái hội chơi vui ghê. Ôi dồi ôi, đông quá. Không có gì để quay hết. Phóng viên từ hiện trường Lê Gia Mẫn sẽ quay lại với mọi người sau ít phút. Chồng khui sầu riêng cho em ăn mà bả 40 mấy tuổi rồi, quan trọng là vô đó hả? Xong cái bây giờ mấy người khác thấy vậy đang cover lại khịa bả, mà không ai làm được hết câu như bả hết, ai cũng mắc cười giữa chừng. Em theo anh đi về về quê hương ta đó, quay mấy cái này lòng nhà đám cưới. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong đêm là vui. Cho là xe hả? Trời ơi, nó mỏi cái đít. Nó mỏi cái đít qua.
trời, lật dữ, lật dữ. Từ từ, có cái cây gì à, rồi lên luôn rồi. Quá lực. Thôi giật lùi nha, giật lùi đi. Chưa lún sát vô thì giật lùi đi, đừng có đi vô nữa. Giờ quyết sao? Mưa nè. Xa quá, ráng thì cũng vô được nhưng mà xa quá, cái khoảng ráng đó nó nhiều quá. Đây chính là cái lều của chúng tôi. Không phải cái này, mà là cái này. Phát biểu cảm nghĩ của bạn. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc với những cái mà mình có. Đơn giản thì thôi, nhưng mà bên trong chúng tôi nhiều tiền mà. Cái lều này nó rất là tội nghiệp. Nó đã bị gió quật như con đẻ. Cái lều này tưởng khá hơn nhưng mà cũng bị quật như con đẻ. Mưa sắp mặt lờ. Chúng tôi đã phải dọn hết đồ đạc vô trong. 12 con người. Chúng tôi đã chống lại được với thiên nhiên. Và bây giờ đó chính là chuyên mục I Can Cook. Đây chính là người đầu bếp sơ chế. Đây chính là người dựng lều. Tôi dựng cái lều nhỏ nhỏ được kìa. Đây chính là người thổi than. Đây là người đi rửa rau. Đây là người đổ dầu vô nước. Đây là, nước vô đây là ơi, đầu bếp. Ủa bà sao cà chua hả? Ủa bà cà chua thơm gì đâu. Bung ra. Tôi nghe nó mệt mệt trong người đó ta. Đây là đúng rồi. Được rồi. Hỏi em là em có bị sao không chứ? Không quan tâm. Nước sốt luôn nha.
đủ chưa vậy ạ? À? Như em đó, là cái vô chậm ấy. Mình chơi trò gì? Có ai muốn thông báo là mình đang làm cái trò gì trong đây không? Mình cần một cái view ở ngoài. Quay vòng tròn, quay mấy cái mông. Là đáng xem đây là món quà. Chén nữa. Có chưa? Có chưa mới bỏ vô. Hết lửa rồi em ơi. Nạn đói năm 2022. Mưa qua một cái thôi là. Nó gió quá dễ bung lèo nên là mình và mọi người đã chuyển sang bên đây. Kia bầu trời rất là đẹp, giờ là đã đỡ đẹp rồi, hồi nãy nó hồng hồng đẹp. Làm điệu nhảy đi, làm điệu nhảy đi.